Hi, xin chào tất cả mọi người đang xem kênh Sinh Vlog Cuộc Sống Hàn Quốc nha. Thì lâu lắm rồi không có làm video cho tất cả mọi người xem được. Giờ bận đi làm công ty nên không có quay được nha mọi người. Thì hôm nay chủ nhật, ngày được nghỉ của công ty, anh em quyết định ra ngoài làm luôn mọi người. Thì sống ở bên này, ngày nào có việc ngày đó phải đi làm thôi. Giống như mình đi làm thêm ở trong công ty nghỉ thì mình đi ra ngoài mình làm thêm để có thêm thu nhập nha. Thì đi làm hôm nay cũng có mấy người Việt Nam nữa. Công việc là làm gì thì mọi người theo dõi clip nha. Bây giờ hai anh em đang ở đây đón xe, đợi xe lại rước nè mọi người. Phía dưới này là Tư Đía nha. Tư Đía đang đứng đợi xe. Bên này cái cây này chuẩn bị ra bông rồi nè mọi người, nó xanh xanh hết luôn nè, báo hiệu cho mùa xuân sắp tới nha, sắp hết lạnh này thì mình sẽ ra ngoài làm quay video nhiều hơn cho tất cả mọi người xem nha. Bây giờ thì mọi người hãy hành trình cùng mình ngày hôm nay nha. Xe tới rước rồi nha mọi người. Lên xe, lên xe. Trời này bắt cho ngồi sau lạnh thấy bà luôn. Xe. Ok. Hai thằng sáng ngày ngồi sau xe tải nè. Ngồi giống cái thằng ngáo không? Hai chào mọi người. Lạnh thấy bà luôn. Sáng ngày vô ông chủ bắt xúc đất này nha mọi người. Bên đây là Phượng Liều nha. Phượng Liều, Cần Thơ. Đây đang xúc đất. Đắp cho mấy cái hành này nè. Gió nó đừng có tóc cái bạc lên. Đó. Xin ơi, sáng mà live stream xin ơi. Quay phim. Vừa Phượng không chào khán giả gì trơn. Phượng. Chào khán giả. Chào khán giả. Đây là cuộc sống thực tế của mấy người Việt mình qua Hàn Quốc này nha mọi người. Phượng Liều nha, sao ta đặt bà tên Phượng Liều gì Phượng? Bữa nghe nói bà đi làm bà đòi quýnh bà nào phải không? Có không? Hả? Không có sao rồi Su Chi đặt bà tên Phượng Liều. Hồi đó nhớ bà tên Phượng Đại Bàng mà. Hả? Đó, hồi đó là Su Chi đặt bà tên là Phượng Đại Bàng. Người mới có thời gian không gặp bà, bây giờ bà tên Phượng Liều rồi. Su Chi nói bữa bà đi làm bà đầu quýnh bà nào đặt bà tên Phượng Liều luôn. Mùa đông ở nhà ngủ không hay gì Phượng? Ăn thôi, ăn lâu lâu ăn ngủ dưỡng sức bởi. Bà Linh đi mặn, hai chồng bà Linh đi mặn cái bây giờ chút lãnh đi mà cho đi mặn với mặn 18 ít triệu. Cái đầu cũng có lãnh đâu á, hai chồng có lãnh đâu. Người ta không nhận người nữa chứ gì. Nhận người mới lãnh được chứ. Thôi đi làm phải có thời gian nghỉ ngơi chứ không rồi cũng già rồi mà nhiều quá sức đầu mọc. Thank you.
Mình giờ đã đắp đất xong hết rồi nha mọi người. Giờ cũng 9 giờ mấy rồi, mệt cũng chết luôn. Thì mé bên kia là xa xa đằng kia rồi. Thì dì Phượng này với anh Tư với dì Năm đang chuẩn bị giờ ăn bánh nha. 9 giờ mấy người ta cũng mua bánh cho mình ăn. Bây giờ mình cũng đi vào mình ăn. Chịu nghỉ. Ông mua bánh gì cho mình ăn hay gì Phượng? Có canh đặng mình nghỉ 20 phút chứ ngồi hoài cho người ta đuổi vậy. Sau khi đắp đất xong rồi giờ đi móc hành này nha mọi người. Cái bên này là từ đĩa đang móc rồi. Người đó nghe. Thì cái nào cái lá hành, ví dụ cái lá hành như vậy nè. Nó không có chọi lên lỗ thì mình móc lên. Không khum móc vậy đó. Cuộc sống ở Hàn Quốc là vậy đó mọi người. Làm đủ thứ việc hết. Còn lần kia thì Phượng với dì Năm đang cút cút bên kia nha. Hàng của bà ít, không có bị không có bị ở dưới nhiều, bà đi trước rồi. Hàng của mình với Tư Bí quá trời luôn. Hai thằng hên thì còn còn hên của chúng hàng quá nhiều. Hên con khỉ chứ hên móc chích mẹ luôn. Quá trời xui. Thật người cỏ này nghe mũi gốc hành nó xé bạc luôn quá. Xé mũi gốc. Đó. Nổ lên thử coi cô hành cho lớn không chứ. Xíu xíu hả. Trời lạnh vậy mà hành này là hành ăn cũ nha mọi người. Trời lạnh vậy mà cô hành không chết nha. Hành này nó không chết. Mình lạnh muốn chịu không nổi mà hành nó không chết. Cũng hay thiệt. Mình làm những clip này á cho tất cả mọi người xem và hiểu thêm cuộc sống của người Việt mình ở nước ngoài là như thế nào. Và những người nào á có người thân ở bên nước ngoài á thì hãy biết thương những người thân mình ở nước ngoài, kiếm được đồng tiền để gửi về lo cho gia đình thì vất vả như thế nào nha. Và những cô chú anh chị, các bạn và các em nữa, ai có ý định sang nước ngoài á thì xem được những clip này và biết thêm những công việc của người Việt mình khi qua nước ngoài làm là như thế nào nha. Rồi mọi người xem thấy mến thương thì cho mình một like, một đăng ký kênh để đồng hành cùng mình trải nghiệm nhiều điều hơn ở Hàn Quốc nữa nha mọi người. Không có là chị em. Đã tới giờ ăn cơm trưa nha mọi người. Giờ mới về dì cháu cũng chuẩn bị ăn cơm trưa nha. Đây là bữa cơm ở ngoài đồng ruộng. Mọi người nhìn thấy bụi đời không? Hành mà cỏ còn nhiều hơn hành nữa, giờ ngồi muốn hết nổi rồi. Chơi vậy luôn rồi. Nấu cỏ không cũng mệt nhẹ ngày nữa. Giờ ngồi lết luôn. Nát được bám nó xịn. Dở ngang. Giờ gán ba đây cài thôi. Đây là mọi người, cuộc sống ở Hàn Quốc là vậy nè. Nghỉ một ngày thì cũng tiếc lắm nha. Gán đi làm kiếm tiền.
còn lo cho gia đình nữa. Kiếm tiền ở hàng không dễ đâu mọi người ơi. Em chắc luôn nó không dễ. Wow. Cái khơi làm nhà nhà được 1.8 triệu. Đúng không? 1.8 triệu thôi. Việt Nam mình lớn thôi chứ bên đây tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền cửa đâu. Đồ ăn, đồ uống đâu cũng vào đó hết. Má clip gì ngồi đéo được. Đi mẹ em. Chết thế này rồi. Xong một ngày làm việc giờ chuẩn bị về nha mọi người. Nước không. Chết rồi. Cho cắn cái sinh đất không hết trơn rồi nè. Có chỗ ngồi rồi. Như đi bắt cá. Rồi. Tối ngày năm mai. Dạ. Sau một hồi đi xe thì giờ hai anh em cũng về tới nhà nha mọi người. Đang đi bộ lên trên nhà nha. Thì lên trên cái khỏi cái dốc này là đã tới nhà rồi. Thì mình cũng xin kết thúc clip ở đây nha mọi người. Mọi người xem video thấy mến thương cho mình một like, một đăng ký kênh để cùng mình đồng hành cùng trải nghiệm ở Hàn Quốc nữa nha mọi người. Bye bye.